Chào cả nhà. Hai chồng tiếp tục qua Long Quang Mang 37 bảy trắng. Qua thăm là cá về. Rồi thăm cá đi chân không nè. Bị đạp cái miếng chai. Hả? Đạp miếng chai sao quái luôn, ngay góc giò. Đi. Em chào cả nhà. Em chào cả nhà. Tôi chỉ cho anh trai nhìn những con mắt này nè. Thăm qua thăm trời mưa. Chạy lối chạy luôn, đạp miếng chai. Mau chạy quá trời. Lụm. Này chứ rồi không dính. Đó. Nặng không? Dính á, dính cây vậy chứ. Ồ, nhà te à, có gì đâu. Đâu? Nhẹ thiệt. Còn chuột mưa. Có gì đâu. Chuyện mưa nữa à. Mưa trời. Qua đây có mưa. Mấy bữa trước có mưa nhiều, lớn như lắm. Cái này để di dính thằng khủng đi. Ký rưỡi à. Ký rưỡi. Còn ký rưỡi. Cái ca thứ hai. Lụm. Rắn ngọt tai luôn. Lụm nè. Em có tấm lỏng không? Hả? Có tấm lỏng gì? Đây cắt cỏ. Nè. Ai biết. Còn nè, không dính không à. Cây như thế hả? Ui. Có gì luôn á. Không có con chuột luôn á. Cái này không dính nè. Chuột ngủm buổi tối rồi. Cái này dính nè. Đợt trước dính hổ sáp nè. Sách vàng. Tiêu rồi. Hả? Nằm đây phải không? Rồi mất rồi. Tiêu rồi. Thiệt rồi. Ngay đây nè. Mất tiêu rồi. Hay quá mấy chế rồi. Chế hay quá. Nãy mới thăm cái bị người dân ta đạp nữa rồi. Chắc là đi cắt cỏ không thấy người ta dẫm lên. Ừ, có con hả? Con nhỉ? Đâu? Ừ, ngon lành. Mưa không? Thấy gì rác không ạ? Ồ, có phân nè. Ui, nhỏ mà. Đi xíu không? Ừ. Nè. Hai lạng. Rồi rác nằm quá trời luôn. Vô. Cầm lên nặng lắm. Nãy giờ mới thấy. Mới thấy. Ừ. Giọt ở đây, bên kia. Được con, nãy giờ được con đầu tiên rồi đó nha. Đi bây giờ đầu cả chục cái rồi chứ. Mất hết hai cái. Đó. Hai lạng. Sao không lứa lứa rồi, họ không dính lứa lứa này nhiều lắm. Giờ lứa là nhiều quá ha. Có mùi hành. Có mùi hành. Có mùi hành. Ngon lành. Một cái y một con. Như đó đó. Ừ. Thuyền đạp đó, thuyền dẫm lên đó. Ờ, xíu nó đạp nè. Có không? Có con anh. Hả? Có cái con cho tỏ luôn nè. Thế vậy là ngon à. Ừ. Ngon lắm. Ngon hành. Trời ơi, ngon hành. Ngon lắm. Ba lạng. Ừ. Mình có ba lạng quá. Vô. Bỏ rồi. Ui, cái con gì vậy? Trời. Trời. Ơi, bự nè. Ba lạng. Bự chứ bộ. Đã. Rồi vô y khoăn nè. Rồi bắt không đi. Dạ ra thấy gì là đã lắm rồi nha.
còn cái nữa, còn cái nữa, cái này chạy về lại vô tung đầu đổ ao luôn. Rồng, rồng, nó rồng. Ôi ôi, ngon, ba lạng. Vô. Vừa tới luôn, nãy giờ mất 5-6 cái nữa cả nhà. Mất dữ rồi. Giờ quyết định rút hết luôn, không có chừa. Mất quá mất rồi. Hả? Dính đâu, đâu? Ngựa. Không ngựa. Thật. Tôi lạo hết hồn rồi, tôi không khác. Ngựa. Ừ, nãy giờ mất quá trời mất luôn. Khu này chuyến đầu không sao, chuyến thứ hai. Rồi, ị cục phân này. Chuyến thứ ba nó gom sạch hết luôn rồi. Nãy giờ rút luôn mấy cái kia còn sót lại rút luôn. Để rút nhiều được nhiều để chiếc sau qua rút hết. Không chừa luôn, khỏi chừa. Rút được nhiều chiếc sau qua rút, giờ đi qua mé bển. Bản rút luôn. Làm một trắng này cả nhà. Thấy mê không? Đó, nhìn sâu rắn chín hết. Bên đây nó hai bên. Ờ, thấy mê không? Nè. Wow, trà trái luôn. Rồng một trắng. Rồi cái cây này trái quá trời. Đây nè, trời ơi. Chú chặt thanh long trồng. Này ghim xuống ra rễ nè. Này bán nhánh vậy nhiều chú? Dạ, thường thường mình bán vậy nhánh vậy là nhiêu? Cái hôm vậy cứ nhắc vậy nè. Hôm chết. Hèn chị về sau rắn chưa ra. Hôm sống hôm chết mà. Giao hành này có 200 mấy à. Nó nhỏ gì nuôi chứ bán gì. Dạ. Nuôi lợi. Hổ ngựa, này con này hổ ngựa. Vô. Hai lạng. Ba lạng. Này con cái nè. Không đi nhét vô luôn. Trời ơi, con hổ ngựa. Cỡ con nãy á. Đã anh bảy rồi. Mưa rắc rắc. Trời mưa râm râm rắc rắc. Đây, con cái nè. Dính không đây? Kỳ vậy. Đi. Ui nặng. Con hổ hành. Hai lạng. Có hay không? Nay giờ không có đâu. Trời mưa quá cả nhà ơi, em đứng trong chậu thanh long người ta em đục. Ông xã anh đi thăm mình. Thăm tuốt ở ngoài này kia. Có không anh? Cái gì? Rút luôn hả? Rút luôn. Sao? Cái này không dính. Hả? Bự thôi. Mình mấy ngon ngót hết trơn. Cái này không dính luôn. Cái này nè. Một hai con. Hai hành hả? Ôi hai con, hai hành hai đầu. Bắt cái này ra luôn. Rồi, cái ăn cỡ rồi. Này, cầm ra. Đây. Mình mấy không dính trơn. Thôi ngót luôn. Mưa quá, cầm máy quay không được. Này con hành. Này, này hai con nè, này mới dính nè. Này con hổ ngựa. Mở ra đi. Đây hai chuyến đầu không sao, sao chuyến này sao mất kinh khủng, mất bây giờ 6 cái rồi. Mất quá mất, rút luôn, quyết định giờ rút luôn. Rút hết. Rút còn như còn để chuyến sau qua rút. Rút đi mai đi. Đi mai đi đặt luôn. Mày đặt cho khác. Rồi, này hai con nè. Hai con. Ừ. Con dính vô ăn chuột ói luôn. Ủa thôi đừng.
Lên lên nó hai là mấy nó cũng trọng trọng này được vô vô đi một con nữa đó trời nó ối chuột hồi rình luôn chạy thọn chuột ghê không con ngựa nữa nó chìm gấp giục ra ha lấy cây vít á con ngựa nó xíu em về nói người ta về nhà thả làm sao mất bảy cũng được quá em thôi mất bảy cũng được quá chứ đó đó cỡ còn nãy không cỡ còn nãy á về thả luôn xíu hay sao hỏi giờ thả sao nhiều lắm rồi ăn sao có gò ra cái gò bảy cho nó gặp hỏi giờ thả sao nhiều lắm rồi này còn cái nó chín luôn mất bảy nữa đi bảy rất sợ luôn làm không kịp rồi còn chín luôn trời nghe te trời ơi còn chuột trời có con hành đây luôn hành gẫm của tỏi rồi quên còn lúa không còn khủng quá khủng ăn khủng trời người te y dính còn hành hồi ấy phân ngon lắm dính một em nó vậy chứ lấy cái về chầm này tìm cái nữa để thăm những gốc chuối thôi dính đừng con ngay thăm cái này luôn thăm xong thì vô gốc chuối đặt thêm cái nữa chứ sao đi. Qua rút thử cái dính không ơi nặng anh ơi hả nè. Ủa ngon ta ơi nhớ anh ý cục phân rồi ý cục phân luôn nè phần đen sao nhỏ xíu rồi phần đen như trắng bự lắm mà cỡ còn nãy anh thăm ờ quên á thiệt tình em quên mà ông xã em cũng quên cái này mới thăm cái này còn chuột nè này đây đây cái kéo gấp chuột em này. Mới nhớ em gọi mới nhớ luôn á kéo gấp chuột nè cái anh gì đó ơi đó, gấp mua chỗ cái gì mấy chỗ bán dụng cụ y tế rồi á không có bán đó gấp nó dính luôn nè bóp bóp ba nhất nó bây giờ cái con chuột này nha không giờ quên không giờ quên riết luôn á nên anh bình luận hoài à kêu mình quay cho anh coi đây rồi bắt rắn nó đi cái gấp chuột kéo này bằng inox nè xài bền lắm kéo này để người ta gấp bông gòn cái này chà vậy chứ dụng cụ y tế mà cái này đi trong bệnh viện mà lấy chơi đặt vào gấp chuột luôn tiện bây giờ anh bình luận hoài hai ba clip luôn mình đừng kêu quay cho anh coi hoài quên còn làm cái con đi làm cái quên nãy em còn ngồi em nhớ nhớ trời con này sao bỏ không nổi luôn nha anh nó hiện ra bộ vậy chứ buông thử rồi tung liền vô đó hai ngựa trời ơi đây mất bảy như vậy cũng đỡ đỡ nè không mất bảy cũng ngon chứ bộ tại mất bảy mà gì nó cũng vậy cũng ngon rồi mất bảy mà không dính mấy mặt thiệt tình trong đi đạp này cũng được giờ mất bảy thì phải đi rút thôi trời ơi nó cực trời này luôn đi nó cực con lứa còn không có con nào bự đó là hồng lứa hay không lứa không à hai lạng hai lạng rưỡi à rồi thì cái con này vậy úp máy cái đi đặt thêm cái nữa cái cuối cùng
lượm con khủng khủng quá. Uy nặng. Trời ơi thiệt là chuột. Tưởng nặng. Nặng mừng. Không dính luôn. Ra tổng kết. Tổng kết về cho nhà ơi. Hết bẫy rồi. Mấy cái bẫy này rút về nè cả nhà. Mấy cái này rút về. Nay được vô đây. Về mai đặt, mai thất thu. Năm sáu cái bẫy. Mất 6 cái bẫy. Thất thu nặng nề. Được 2 buôi. 2 ký 2 50. Và 2 ký 1 50. 2 ký. Ok. Đó, ngon lắm. Em chào tạm biệt cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà luôn. Hẹn cả nhà clip sau.